Kỳ nguyện rằm tháng giêng. Đệ tử chúng con quỳ trước Phật đài, chí thành đảnh lễ mười phương chư Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tôn Pháp Thanh Hiền Tăng. Nay là ngày kỷ niệm Tăng Bảo, với sự tự hội đặc biệt của chư Thánh Hiền Tăng, chăm chú lắng nghe kinh Di Giáo của Phật. Cũng là ngày Phật hứa khả với Ma Vương sẽ nhập diệt Niết Bàn. Trước những sự kiện vô cùng trọng đại này, đệ tử chúng con một già chỉ thành dâng nén tâm hương, thanh tịnh tám nghiệp, nguyện trọn đời y lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm y. Trước bao đền thấm ân hoa độ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sáu vun bồi duyên lành, giải thoát lợi lạc pháp giới chúng sanh. Ngược mong ứng trên tam bảo, từ bi chứng giam. Ngưỡng mong mười phương chư Phật, từ bi chứng giam. Ngưỡng mong Đức Đại Từ Đại Bi Ta Bà Giáo Chủ, từ sanh từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, từ bi chứng giam.